Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo. Tôi là Nguyễn Văn Đoàn. Và trong video hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn về cái mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi mới nhất năm 2021. Và cái mẫu hợp đồng năm nay có những cái thay đổi nào, có những cái lưu ý nào đặc biệt chúng ta cần xem xét cũng như là phải đọc kỹ trước khi mà quyết định thuê. Những cái mục nào chúng ta cần phải nhớ để thương lượng đàm phán về với chủ đầu tư trước khi rộng đến chúng ta thuê nhé chị nhé. Và hợp đồng tôi đã in ra đây rồi. Những cái mục nào quan trọng thì tôi sẽ đánh dấu như thế này cho anh chị để anh chị cùng tham khảo. Và anh chị nào muốn có hợp đồng này, các anh chị có thể bình luận phía dưới video thì tôi sẽ gửi thay cho anh chị để tham khảo nhé. Và bây giờ tôi sẽ đọc cái hợp đồng để anh chị cùng tham khảo. Và đây là cái mẫu hợp đồng tôi đã in sẵn ra rồi các anh chị ạ. Những cái phần nào mà chúng ta cần lưu ý thì tôi đã bôi đánh dấu ở đây. Anh chị nào cần cái mẫu hợp đồng này thì có thể inbox cho tôi nhé, hoặc là bình luận ở phía dưới video. Thì tất cả nó đều giống nhau, đều giống với hợp đồng cũ, nhưng mà sẽ có một vài cái thay đổi anh chị nhé. Tôi sẽ đọc từ đầu đến cuối để cho anh chị rõ ràng hơn. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi năm 2021 ngày tháng 5 đấy, chúng tôi tên bên cho thuê nhà xưởng chủ sở hữu này, ngày sinh này, chứng minh nhân dân, nơi thường trú, điện thoại, cái địa chỉ email, gọi tắt người bên A thì chủ đầu tư anh chị ạ, chủ đầu tư chúng ta gọi là viết tắt nhá. Bên thuê nhà xưởng tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ công ty của quý vị đấy. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đấy, bắt buộc phải có ngày, số và ai cấp, số tài khoản ngân hàng, họ và tên người đại diện, chức vụ, ngày sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, cấp ngày bao nhiêu, tại đâu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email, gọi tắt là bên bán, còn là bên thuê đấy. Sau khi bàn bạc thảo luận, hai bên đồng ý ký hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung như sau. Điều 1 là nội dung hợp đồng. Bên A đồng ý cho thuê, bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất là bao nhiêu mét vuông thuộc chủ quyền của bên A tại. Điều 2 khoản 1 là mục đích thuê dùng làm xưởng sản xuất, thì cái điều này các anh chị cũng cần phải lưu ý nhé. Đây, trong nhiều trường hợp là chúng ta sử dụng vào việc khác thì sẽ như thế nào, các anh chị cần phải thương lượng cũng như là trao đổi lại với phía bên chủ đầu tư. Điều 2 là thời hạn của hợp đồng. Thời hạn thuê nhà xưởng là năm được tính từ ngày tháng 5 đến ngày tháng 5. Thì tại cái điều này tôi đánh dấu bởi vì sao? Trong nhiều trường hợp chủ đầu tư người ta cho anh chị thuê ít thời gian quá, thì liệu nó có đủ so với cái chi phí chúng ta đầu tư ở cái nhà xưởng hay không, các anh chị cần phải xem xét. Và nếu trong trường hợp mà ít quá thì chúng ta cần phải đàm phán với chủ đầu tư xem thời gian sẽ như thế nào, sau khi chấm dứt hợp đồng thì sẽ như thế nào, hoặc là trong quá trình thuê thì sẽ như thế nào. Các anh chị cần phải lưu ý vấn đề này nhé, chúng ta nốt lại, chúng ta thương lượng với chủ đầu tư ngay tại đây. Điều 2 khoản 2, điều 2 khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai bên có thể thỏa thuận gia hạn. Thì cái này sẽ có một vài cái sự cố này anh chị nhỉ, trả trước hoặc trả sau đấy, có thể là bên A hoặc có thể là bên B, tùy vào từng lý do. Khoản 2 khoản 3 điều 2, trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất là 3 tháng đây. Thì cái này anh chị cũng phải lưu ý này, thời gian chúng ta thông báo là bao nhiêu lâu, bởi vì trong nhiều trường hợp cái này, thời gian này nó sẽ liên quan tới cái số tiền cọc mà chúng ta được hoàn lại đấy, anh chị cần phải lưu ý. Khoản 4 điều 2, trong trường hợp hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà bên B đã trả trước nếu có. Này anh chị này, cái điều này nó có nợ cho chúng ta này, có nghĩa là kết thúc trước hợp đồng, trước thời hạn, nhưng mà chúng ta phải báo trước nha,
không báo trước là bên phía chủ đầu tư người ta không có thời gian thu xếp và người ta có quyền, người ta không có trả cái tiền cọc này cho quý vị đâu. Đây, cái này và cái này liên quan đến nhau, cho nên các anh chị cần phải lưu ý nhá. Sau khi đã trừ các khoản tiền thuê xưởng, bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt. Những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm. Đây này. Cái phần này tôi bôi đỏ toàn bộ, có nghĩa là các cái vật dụng mà trong cái nhà xưởng trước khi mà anh chị vào, ví dụ như là đường điện, đồng hồ điện, đồng hồ nước, bóng đèn, nền nhà, tường nhà và các cái vật dụng có giá trị gắn liền với nhà thì các anh chị cần phải nốt hết lại ở một cái văn bản riêng, và chúng ta cần phải ký xác nhận hai bên những cái vật dụng này nó còn trong tình trạng mới hay là cũ. Đấy, trong trường hợp tự hư hỏng thì bên nào sẽ là bên kêu kỹ thuật tới sửa chữa cũng như bảo trì thay thế anh chị nhá. Và thứ hai nữa, ở đây tôi bôi đỏ một phần, cái phần này là tôi thêm nhá, phần này tôi thêm này, có nghĩa là nhận lại khoản cọc là bao nhiêu phần trăm. Trong nhiều trường hợp nếu như cái hợp đồng trả trước thời hạn thì tất nhiên nếu chúng ta làm đúng cái thời gian này thì bên A, bên phía chủ đầu tư người ta sẽ trả tiền cọc lại cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải hỏi trước là nhận lại bao nhiêu phần trăm, 100% hay là 25% hoặc là bao nhiêu phần trăm, tùy theo chủ đầu tư, tùy theo cái mức độ họ đưa ra, nên là anh chị cần phải hỏi trước nhé, thỏa thuận trước, và chúng ta cần phải có một văn bản riêng để viết tất cả các điều này luôn. Tôi xin đọc tiếp là điều 3, giá cả phương thức thanh toán, giá thuê nhà là trên mét vuông bằng chữ, bên B sẽ trả trước cho bên A bao nhiêu năm tiền thuê nhà bằng chữ bằng số. Cái này này, trong một số trường hợp thì cái này chúng ta có thể thương lượng được nhá. Chúng ta có thể thương lượng được cái giá thuê cũng như là cái mức mà chúng ta sẽ trả trước. Đây, chúng ta sẽ lưu ý ở đây. Giá thuê ví dụ như chúng ta bắt buộc phải đặt cọc. Theo quy định thì ví dụ như chủ đầu tư yêu cầu là phải đặt cọc trước 10 triệu, 100 triệu gì đấy. Thì trong trường hợp tài chính của chúng ta chưa có thu xếp kịp thì chúng ta có thể đàm phán lại với phía chủ đầu tư xem là có gia hạn được hay không, hoặc là cái số tiền mà phải đưa trước thì có giảm được hay không. Đấy, ở một số trường hợp là tài chính của chúng ta chưa có đủ anh chị nhá, thì cái vấn đề này anh chị cần phải xem xét và thương lượng với chủ đầu tư ngay lập tức. Đây, giá thuê chúng ta cũng có thể xem xét và đàm phán lại được. Đấy, này, cái này nữa, sau thời hạn bao nhiêu năm tiền thuê nhà sẽ được thanh toán, bao nhiêu tháng, một lần vào ngày mỗi tháng, bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho bên B. Đây, cái này là tôi thêm anh chị nhá. Trong nhiều trường hợp thì giá thuê nó sẽ tăng tùy theo chủ đầu tư cũng như là tùy theo cái giá mặt bằng chung của khu vực nơi đấy, nên là các anh chị cần phải làm việc với chủ đầu tư ngay tại thời điểm đó xem là thời gian bao nhiêu lâu là giá nó sẽ tăng và tăng bao nhiêu phần trăm. Đấy, chúng ta phải hỏi trước. Đấy, chúng ta phải hỏi trước. Điều 4, trách nhiệm của hai bên. Trách nhiệm bên A, bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký hợp đồng này. Có viên bản bàn giao phụ lục phần liệt kê đính kèm. Có nghĩa là chỗ này tất cả các cái vật dụng, các cái tài sản gắn liền với nhà xưởng, chúng ta cần phải liệt kê riêng một bản nhé. Trong trường hợp mà sau khi mà hết hợp đồng, chúng ta sẽ biết được những cái đồ nào có trong nhà xưởng để chúng ta trả, đúng không ạ? Hoặc là nó còn hoạt động tốt hay không. Điều tiếp theo là bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng tài sản của bên B, bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường, chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê nhà xưởng với cơ quan thuế. Trách nhiệm của bên B này, sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, chỉ cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ cần bàn bạc cụ thể với bên A. Có nghĩa là tới cái khúc này các anh chị cũng cần phải tham khảo và thương lượng với bên chủ đầu tư ngay nhé, bởi trong nhiều trường hợp có thể là chúng ta sẽ thay đổi cơ cấu cũng như là thay đổi sản phẩm cũng như là thay đổi hình thức hoạt động của nhà xưởng hoặc là công ty, thì chúng ta sẽ thay thế như thế nào, và chúng ta sẽ cần phải
đàm phán và thương lượng với chủ đầu tư ngay tại thời điểm đấy nhé. Tiếp theo là thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn, có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các cái đồ đạc tư trang của bản thân, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng pháp luật hiện hành, thanh toán các cái khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở điều 3 như là tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh đầy đủ và đúng thời hạn. Cam kết chung, sau khi bên B được các cơ quan chức năng cho phép đặt xưởng sản xuất tại địa điểm như ghi tại, đấy có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải có một cái viên bản của chính quyền để đồng ý đặt xưởng tại đây. Trên đây thì bên B cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các cái điều khoản đã ký với hợp đồng nguyên tắc về gia công đặt hàng được lập tại phòng công chứng nhà nước tỉnh. Đấy. Tiếp theo, hai bên cam kết thực hiện đúng các cái điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành. Mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu. Hợp đồng này có giá trị như nhau khi hai bên đã ký kết và được phòng công chứng nhà nước tỉnh chứng nhận và được thành lập 3 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản lưu tại phòng công chứng theo quy định. Có nghĩa là cái hợp đồng nhà xưởng chúng ta sẽ được công chứng phòng công chứng và giữ một bản tại phòng công chứng để làm chứng nhé, để theo quy định của nhà nước này như vậy đấy. Và có lời của chứng, có cái lời của công chứng viên nữa này anh chị, có nghĩa là này, hợp đồng này ràng buộc rất là rõ ràng về các cái điều luật. Tôi sẽ đọc qua cái phần này cho anh chị cùng tham khảo. Ngày tháng năm đầu mã chữ. Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo giờ đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn tại phòng công chứng số tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và phòng công chứng. Tôi là công chứng viên phòng công chứng số tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cái phần này là dành cho công chứng viên công chứng cái hợp đồng thuê nhà xưởng cũng như nhà kho của chúng ta. Chứng nhận hợp đồng được giao kết giữa bên A và bên B là các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung hợp đồng. Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật đạo đức xã hội. Các bên giao kết đã đọc hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký kết hợp đồng này trước sự có mặt của tôi. Hợp đồng này được thành lập 3 bản chính, mỗi bản chính gồm bao nhiêu tờ cấp cho bên A bản chính, bên B bản chính như tại phòng công chứng, số công chứng, quyển số. Đấy, rất là rõ ràng đúng không anh chị? Như vậy trong hợp đồng năm 2021 năm nay của chúng ta thì nó cũng tương đối giống, chỉ thay đổi một chút so với cái hợp đồng cũ thôi. Cái điều quan trọng là các anh chị cần phải lưu ý những cái phần mà tôi đã nêu, ví dụ như là mục đích sử dụng xưởng, đấy, thời hạn thuê. Trong trường hợp là kết thúc hợp đồng trước thời hạn thì bên A sẽ hoàn tiền, nhưng mà bao nhiêu phần trăm nếu như chúng ta thông báo đúng cái thời hạn như trong hợp đồng này, 3 tháng là 3 tháng đúng không ạ? Chúng ta phải làm đúng thì bên chủ đầu tư người ta sẽ có trách nhiệm là hoàn lại tiền cọc trả trước cho chúng ta và nhận lại bao nhiêu phần trăm, chúng ta cũng cần phải lưu ý bao nhiêu phần trăm và thời gian bao giờ. Đấy. Giá thuê bao giờ thì tăng đúng không ạ? Và tăng bao nhiêu phần trăm chúng ta cũng phải đàm phán và thương lượng rõ. Các cái vật dụng trong nhà xưởng, các cái vật dụng trong nhà xưởng thì phải có phụ lục đính kèm, như là các cái tài sản liên quan đến nhà xưởng như là đồng hồ nước, đồng hồ điện, bóng đèn và các thiết bị khác, thì chúng ta cần phải có giấy tờ văn bản và cần phải ký kết giữa hai bên. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa và cải tạo thì yêu cầu sử dụng riêng thì sẽ bàn bạc cụ thể với bên A. Điều này chúng ta cũng cần phải đàm phán với chủ đầu tư ngay lập tức, ngay tại cái thời điểm trước khi chúng ta ký hợp đồng. Không thể nói trên miệng được,
anh chị ạ. Bởi vì cái này ràng buộc trên hợp đồng cho nên là chúng ta sẽ cần những cái văn bản riêng ở những cái phần mà tôi bôi màu ở đây cho các anh chị nhé. Quan trọng là tất cả các cái quyền nợ giữa hai bên cũng như là tiếng nói chung để trong cái trường hợp chúng ta thuê anh chị nhé. Và vừa rồi là chia sẻ ngắn của tôi về cái mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi mới nhất năm 2021. Nếu anh chị thấy cái video này hay thì nghĩa đừng quên chia sẻ tới mọi người anh chị nhé. Và hãy đăng ký bằng cách nhấn vào nút ở bên tay phải màn hình của anh chị để sau khi tôi vừa ra video các anh chị sẽ là người nhận được đầu tiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video lần sau.